SBTN hân hạnh giới thiệu DVD và CD nghệ sĩ tác phẩm của nhạc sĩ Trúc Giang với chủ đề quê hương và tình yêu. Chương trình gồm 12 tác phẩm tiêu biểu của nhạc sĩ Trúc Giang được hòa âm bởi nhạc sĩ Trúc Hồ và Trúc Sinh. Để mua DVD và CD, xin liên lạc 714-636-1121 hoặc 888-500-2018 hoặc vào trang nhạc SBTN Home Shopping để đặt mua ngay từ bây giờ. Quý vị cũng có thể mua bản gốc Digital Edition trên trang nhạc sbtngo.com. Xin mời quý khán giả ủng hộ nhạc sĩ Trúc Giang, quê hương và tình yêu. Vì đời đẹp muôn đóa hoa, êm đềm theo tiếng em ca, hòa với cung đàn. Trân trọng kính chào quý khán giả đến với chương trình Xoáy Tin với Đỗ Dũng và Mai Phi Long. Trước khi bắt đầu chương trình, chúng tôi kêu gọi quý vị ủng hộ cho nhạc sĩ Trúc Giang mua DVD Quê hương và tình yêu. Đây là một cái sự ủng hộ quý vị, là một sự ủng hộ rất là quý báu cho SBTN. Và bắt đầu phần tin tức, phần tin Xoáy Tin ngày hôm nay, thì thưa quý vị, tiếng súng ở tại dải Gaza bùng nổ trong hơn một tuần lễ vừa qua. Và chuyện này nó có điểm dừng, có đến khi nào kết thúc hay không, cho đến giờ này chúng ta chưa biết. Nhưng mà thưa quý vị, chúng ta đã xem những cái hình ảnh trong cái thời đại của thế kỷ 21 này. Những các loại bom, những cái loại mà hỏa tiễn đều là những cái loại hỏa tiễn bom thông minh và hỏa tiễn thông minh đều nhắm tọa độ trước để mà trước khi mà là bấm nút khai hỏa. Thì điều đặc biệt là rất nhiều những cái khu nhà sau khi bắn xong thì vào trong những khu nhà đó bới ra thì chỉ có xác trẻ con với đàn bà, xác của những người thường dân. Thì câu chuyện này nó dấy lên một cái vấn đề mà thế giới đang đặt câu hỏi. Các bên tham chiến hiện nay cho thấy Hamas liệu rằng có vi phạm luật chiến tranh hoặc là luật mà gọi là nhân đạo hay không? Đó là cái điều mà gây ra một cái nghi vấn trong giờ phút này. Xin chào anh Đỗ Dũng. Trời, Mai Phi Long kính chào khán giả SBTN. Như sáng nay trong chương trình SBTN Morning, chúng tôi có nói cho quý vị nghe là cuộc xung đột giữa Israel và Palestine nói chung, thì Palestine nó có nhiều nhóm, nó xảy ra coi như là khoảng cỡ chừng sắp xỉ 70 năm nay, từ năm 1947 rồi mai. Năm 49 anh. 49, nhưng mà 47 là bắt đầu vẽ bản đồ đúng không? Dạ, 47 bắt đầu vẽ. Bắt đầu 47 đi, 47 là coi như là 53, 73 năm rồi. Dạ. Và không có dấu hiệu chấm dứt. Và đến hôm nay là cuộc xung đột này là coi như trở lại lần đầu tiên kể từ năm 2014, tức là cách đây 7 năm. Mà đã qua tới ngày thứ 7 và không có dấu hiệu dừng lại. Và chúng ta biết là trong hơn 7 ngày qua, hơn 200 người đã bị thiệt mạng, đa số là trẻ em và phụ nữ. Ở bên phía Hamas không cho biết là bao nhiêu chiến binh họ chết. Đó. Thì trong cái chuyện này thì thưa quý vị, coi theo dõi tin tức chúng ta thấy là bên Palestine chết nhiều hơn bên Israel. Israel thì họ có vũ khí hiện đại hơn. Họ có cái gì đó, Iron Dome đó, họ là bắn qua bên Hamas, bắn tới đâu thì họ chụp tới đó. Và cho tới nay thì Hamas đã bắn khoảng 1.000 rocket hỏa tiễn, nhưng mà không phải tất cả đều qua bên Israel được. Có những trái là Israel chặn lại, có những trái là bị rớt trở lại và rớt vô chúng ngay thường dân của bên dải Gaza luôn. Đó. Thế thì bây giờ đó, hai bên đánh nhau như thế này, và người ta đang thắc mắc là liệu cả hai bên có vi phạm tội ác chiến tranh hay không? Đó là cái câu mà hỏi lớn nhất. Trong những cái trường hợp mà ví dụ bên Israel bảo là ô, chúng tôi đánh là bởi vì cái chỗ đó là có cái dân quân Hamas ở trong đó, các chỉ huy Hamas trong đó. Nhưng mà trong nhiều trường hợp khi mà kéo xác ra hoặc là vô thì không thấy dân quân Hamas, mà chỉ thấy trẻ em, phụ nữ. Hoặc cũng có thể dân quân Hamas họ trốn đi mình không biết. Nhưng mà nói chung là có người chết, có người chết. Xin lỗi quý vị, Hamas bắn hơn 3.000 quả rocket chứ không phải 1.000. Và đó là cái lý do mà tại sao mà bên Israel họ bắn lại. Thế thì bây giờ đó, thưa quý vị, trong chiến tranh nó có những cái luật đó.
luật bất thành văn có và luật theo cái quy ước quốc tế có. Tức là trong chiến tranh phải giảm thiểu tối đa cái thiệt hại cho dân thường. Ví dụ chúng ta thấy là chúng ta biết ví dụ thả bom, mà nếu thấy cái nhà đó để cái dấu thập đỏ, biết đó là bệnh viện thì không có thả vô. Rồi những cái khu dân cư, chúng ta biết dân cư bên Israel thì bảo là chúng tôi có thông báo cho người dân trước khi chúng tôi bắn là di tản. Nhưng mà cũng có những trường hợp là Israel họ bắn vào luôn và họ không cần biết, bởi vì họ nhắm mục tiêu họ đã, còn dân thường chết thì cái đó chỉ là vụ thôi. Thì thưa quý vị, cái điều này rất là khó, bởi vì nó cổ cái chỗ này là vùng xung đột hiện nay. Giải Gaza nó miếng nhỏ lắm, miếng đất rất là nhỏ mà nó có 2 triệu dân ở Israel cũng nhỏ, coi như mật độ dân cư rất là đông. Thế bây giờ không đánh vô thì không được, mà bên Israel thì bảo là Hamas nó trốn trong những khu vực dân cư. Mà cái này chúng ta cũng đã thấy trong chiến tranh nhiều nơi, thậm chí là ngày trước còn có là họ chui vô những cái bệnh viện, họ nằm trong đó đánh, mà họ biết là bệnh viện không bị pháo kích cả đó. Thì bên Israel bảo là nếu vậy thì chúng tôi không chấp nhận cái chuyện này, tôi phải đánh luôn. Thì đâu là cái nguyên tắc để mà họ giảm thiểu cái thường dân bị thiệt mạng? Nó rất khó. Nhưng mà bây giờ tình trạng nó như thế này thì thưa anh Long, vậy thì một bên bảo là bây giờ nếu mà tôi không đánh thì nó đánh tôi tự vệ. Còn ở ngoài thì người ta bảo là anh tự vệ, nhưng mà dân thường chết nhiều quá thì như vậy anh phạm tội phạm chiến tranh luôn. Đó là cái chuyện mà nó cắt cớ hiện nay thì anh Long. Vấn đề đặt ra là có hai, chúng ta cũng nói một cách công tâm là có hai phía. Bên phía Hamas phản ứng lại những cái hành động của Israel đuổi người, đuổi nhà, thì họ bắn hỏa tiễn vào các thành phố và các thị trấn của Do Thái, và cái bắn hỏa tiễn vào 3.000 trái hỏa tiễn bắn vào Do Thái thì họ cứ bắn bừa phứa, cứ không biết nó bay đi đâu, cứ vào khu vực đó. Thì đây rõ ràng cũng là một cái gọi là tội ác chiến tranh. Còn bên phía Do Thái thì đem máy bay qua oanh tạc và thả bom vào những cái ngôi nhà mà họ nghĩ rằng là bên phía Palestine, dân quân Palestine Hamas đang trốn ở đó. Thì khi mà họ thả vào thì người ta cũng không thấy là bao nhiêu người dân quân chết, mà người ta vào đó thì chỉ thấy có xác đàn bà với trẻ con. Thì như vậy cũng là một cái hành động gọi là tội ác chiến tranh. Thì theo những gì diễn tiến trong cái cuộc chiến trong những ngày qua, thì mọi sự tường thuật nói rằng là bên Do Thái khi họ bắt đầu họ tấn công vào cái căn building nào đó, thì họ đều thông báo trước rằng là để cho dân chúng ở đây, những người là dân thường để tránh ra ngoài. Thoạt đầu là như thế, nhưng mà sau này thì họ không thông báo. Thì chúng ta cũng thừa hiểu rằng là bây giờ thông báo rồi thì bây giờ những kẻ thù mà chúng tôi tìm cách tiêu diệt báo như thế thì chúng nó chạy trốn hết. Thì họ im lặng, họ tấn công. Và trong cái chuyện tấn công này thì có nhiều cái chuyện, nhiều cái lý do để giải thích lắm. Thí dụ như cái tòa nhà mà của cơ quan truyền thông quốc tế AP, họ đặt trụ sở ở đài truyền hình Al Jazeera, họ đặt trụ sở. Thì bên Do Thái họ nói rằng là họ không có, họ tấn công vào cái hệ thống đường hầm của lực lượng dân quân, và khi họ tấn công được cái hệ thống đường hầm đó, nó bị sụp cho nên nó kéo theo tòa nhà sụp. Đó là giải thích của bên phía Do Thái. Nhưng mà thưa quý vị, chúng ta thấy rằng là thường dân cứ chết rất là nhiều trong mỗi lần đặt tấn công là như thế. Điều này nó đặt ra khá nhiều cái vấn đề trước mặt chúng ta, là có lẽ mỗi một thường dân của Palestine họ cũng là Hamas, anh Dũng. Vâng, thực sự ra cũng khó biết lắm, bởi vì tất cả những cái đó là nó đều gì? Tôi nói thiệt quý vị, mỗi lòng sao tôi nhìn lên trên mà mấy người mà chạy biểu tình không biết ai là Hamas, ai là yes. Palestine. Tại vì nó là một cái nhóm dân quân, nó không có gọi là mặc quân phục cái này kia, và nhiều khi họ che kín đầu mặt, không cần phải đợi cái thời mà Covid-19 rồi đó, chưa Covid-19 họ đã che rồi. Thành ra rất khó, nhưng mà chung quy lại vẫn là thường dân chết. Làm sao tránh được cái chuyện này? Thì bởi vì á, là cả hai bên như chúng tôi nói đó, cái mật độ dân cư rất là cao.
mà xung đột cũng rất là cao. Thì họ tính toán làm sao? Họ tính toán làm sao mà gì? Hai bên đều có cái mục tiêu là làm sao bên này làm cho bên kia thấy rằng là cuộc chiến nó càng tàn bạo bao nhiêu, càng làm cho bên kia chùn bước bấy nhiêu. Chỉ có cách đó thôi. Nghe không? Xin nhắc lại quý vị là chúng tôi cho thấy tàn bạo bao nhiêu thì cuộc chiến hy vọng nó sẽ giảm bớt bấy nhiêu, nhưng mà nó khó lắm. Bởi vì sao? Đánh nhau như vậy thì dân chết, chứ còn cái người mà trong cuộc đó là chết không bao nhiêu. Cho đến giờ phút này thì Hamas họ không cho biết là họ chết bao nhiêu cả. Bên Israel thì vài binh sĩ bị chết, dân thường chết thôi, dân thường chết vẫn nhiều hơn binh sĩ. Bởi binh sĩ dù sao có áo giáp hoặc là có những cái mà bảo vệ họ. Thế thì bây giờ là hai bên làm như thế. Tôi cho quý vị cái ví dụ thôi. Tôi biết là tôi không giết được ông Long không giết được tôi. Thì ông Long cứ quánh làm sao mà cho thấy rằng là thế mà tôi mà chọc ông Long cái đó là những nhà xung quanh của tôi, dân chúng của tôi bị tàn sát. Ngược lại tôi cũng làm với ông Long rồi luôn. Tôi quánh làm sao cho nên là nó tàn bạo để mà người dân ông Long là phải kêu ông Long không bớt đánh. Nhưng mà bây giờ tôi với ông Long đang cương tới, không bên nào chịu nhường hết. Bởi vì trong cái chuyện này nếu mà nhường một cái đó thì là mất mặt. Mà mất mặt tức là mất cái thế chính trị. Và cái điểm thứ hai nữa là gì? Ở trong đây như sáng nay chúng tôi nói, bởi vì bên Israel họ được Hoa Kỳ ủng hộ rất mạnh mẽ sau lưng, cho nên họ đã có một cái gì đó gọi là mua bảo hiểm rồi. Cứ thế mà quánh. Và bên Hamas họ cũng biết luôn, anh có bảo hiểm rồi, tôi có nhường anh cỡ nào nhường, không thể nào mà làm lại gì được hết. Tôi cũng quánh luôn. Thì ngay cả những cái chuyện này liệu có trở thành là tội phạm chiến tranh hay không, và liệu có được đưa ra tòa để xử ở các tòa quốc tế như các nơi khác hay không, chúng tôi sẽ phân tích tiếp cho quý vị sau phần quảng cáo. Xin quý vị đừng rời màn hình SBTN.